Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn ha. Thì đây là những ngày cuối cùng mà đây phải nói là những ngày mà đa số các dịch vụ, các tiệm làm photo rồi thì in giấy khen rất là nhiều. Thì giấy khen như video trước mình có chia sẻ cái phần mềm Corel để sử dụng in giấy khen, thì có thể các bạn có thể là vận dụng vào nếu các bạn biết sử dụng phần mềm Corel hoặc là các bạn đang quen với Word thì chúng ta sẽ làm. Nhưng ở đây mình muốn chia sẻ về cách kinh nghiệm mà chúng ta nhận file giấy khen của khách hàng. Đối với những cái file mà khách hàng đưa tới mà nếu mà chúng ta sử dụng phần mềm Corel, chúng ta chưa thiết kế nền, chúng ta in luôn thì nó quá dễ. Đây là cái giấy khen mà mình sử dụng phần mềm Corel nè. Mình in trên cái giấy ảnh, giấy in ảnh định lượng 230 và sử dụng máy 830DN thì cho ra cái màu rất là đẹp. Anh chị thấy cái màu rất là đẹp ha. Còn đối với giấy khen này thì mình chỉ cần kêu khách hàng đưa gửi cho mình một cái file danh sách ra, và mình khi mà thiết kế khung này rồi thì mình trộn thư trên Corel thì nó sẽ kiểm soát lại cái file in, xong mình sẽ in ra xong mình cắt thôi, nó rất là dễ. Ở video trước mình có chia sẻ rồi. Còn ở đây, đây là một cái file giấy khen mà khách hàng đã in sẵn, tức là trường người ta đã in sẵn một loạt cái phôi, chỉ trừ lại những cái phần ví dụ như tên lớp và cái thành tích năm số nè. Các bạn thấy là nó có những cái phần ví dụ như số thì họ để ngày tháng thôi, chứ còn mấy cái số ví dụ ngày mấy thì mình phải đánh vào, ví dụ như số quyết định nè, số ví dụ như số quyết định xen từng em ha, tên. Thì để mà nhận được cái file giấy khen này thì mình nghĩ các bạn đối với kinh nghiệm của mình á, thì khi mà nhận nhận cái mẫu này thì các anh chị và các bạn là nên là nói với chỗ mấy cái khách hàng của mình là nên chọn những cái mẫu nó đồng nhất dùng cho mình một chút. Tại vì sao vậy? Các anh chị sẽ bạn biết sẽ thấy nè, nếu mà trường mà nó có một cái loại giấy khen ha, có thể là những loại giấy khen thì không nói đâu, nhưng mà có trường là còn một số giấy khen cũ thì họ sẽ một số giấy khen cũ và một số giấy khen mới, thì khi mà họ in xong thì còn dưới cái kia họ tận dụng, họ sử dụng luôn, thì có thể là khi tới nó sẽ ra đưa hai tình huống. Thứ nhất là cái tình huống là cái giấy khen nó không đồng nhất, có thể là giấy khen mẫu này cũng là một cái mẫu này, nhưng mà các anh chị biết là khi mà cắt giấy có thể là cái đầu dưới này nó thụt chút nè, có thể đầu dưới thụt một chút, đầu cho nó thụt một chút. Do đó khi mà nhận giấy khen nhận file giấy khen, thứ nhất là kêu khách hàng phải chọn file đồng nhất, rồi đến khi mà mình bắt đầu mình đưa vào mình canh mẫu thì các bạn là nên kiểm tra qua một loạt cái giấy khen, kiểm tra hết một loạt cái giấy khen coi thử là nó đồng nhất mẫu hay không, hay là nó khác mẫu. Còn nếu nó khác mẫu thì các anh chị phải phân ra hai loại ha, phân ra hai loại để chúng ta canh hai file, chứ còn nếu mà chúng ta đưa vô một file, thứ nhất là nó sẽ bị lệch, nó in ra bị lệch, nó sẽ rất là xấu. Tại vì cái file này ví dụ như các anh chị thấy, nếu mà cái đường lằn này cái đường lằn này mình ví dụ nha, nếu mà cái đường lằn này với cái đường lằn này cái đường lằn nhỏ này nó sẽ ngắn hơn thì nó sẽ đưa ra cái độ chênh lệch, cái kích thước nó cũng sẽ khác nhau. Do đó là các anh chị nên là kiểm tra một lần sau chúng ta bắt đầu chúng ta canh, chúng ta chọn cái mẫu chúng ta canh. Cái nữa khi mà các anh chị làm á thì nếu mà giấy khen nó cũng chênh lệch một chút xíu thôi, nó có thể là cái giấy khen nó chênh lệch một chút xíu, cũng một loại, nhưng mà nó có thể là nó chênh lệch khoảng 5 0,5 0,5 cm ha, thì các anh chị là sử dụng cái máy cắt của mình, các anh chị tỉa sao cho giấy khen nó đồng nhất luôn, tỉa một loạt luôn cho nó đồng nhất, ví dụ như mấy trăm tờ gì đó thì chúng ta đưa vào chúng ta sẽ canh, chúng ta tỉa sao cho nó đều hết, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái tờ đó, chúng ta bắt đầu lấy cái tờ đó chúng ta bắt đầu đi canh, chúng ta canh và chúng ta in. Và để canh cho nó dễ thì các anh chị, nếu mà các anh chị nào đã sử dụng có sử dụng máy ken rồi á, thì các anh chị hãy lấy cái tờ này, lấy một tờ cái mẫu chúng ta ken ken đúng kích thước của tờ giấy ken này, và sau đó chúng ta sẽ bát cái mẫu cái hình đó vào trong Corel, và sau đó trên Corel á, chúng ta sẽ dựa vào trên cái trang giấy á, chúng ta đánh đúng kích thước của tờ giấy ken này, và sau đó chúng ta sẽ canh và sau đó chúng ta sẽ canh trên cái hình nền này luôn, và chúng ta sẽ đánh nè, ví dụ như tên lớp chữ cho canh trên hình nền này hết. Rồi sau đó chúng ta sẽ tạo ra những cái đường giống để chúng ta canh. Tại vì khi mà in mẫu thì chúng ta sẽ không thấy được cái nền này, do đó là chúng ta sẽ đưa ra những cái đường giống. Ví dụ từ cái khoảng khoảng trống này, từ học sinh này tới cái phần này thì chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ tạo ra cái đường giống để chúng ta sẽ canh tên trong cái khoảng này ha. Canh đường giống dọc, sau đó các bạn canh đường giống giống ngang, giống ngang theo từng này nè. Nhưng mà các bạn phải giới hạn trong cái cho hai cái đường giống là trong cái nội dung. Ví dụ như cái nội tên rồi nói thì cái nội dung khen thì nó sẽ cho nó nằm trong cái khoảng khỏi giấy khen này nè. Tại vì khi mà các bạn in nó sau này các bạn khi mà các bạn xuất ra file hàng loạt thì các bạn sẽ xóa cái nền hồi nãy mình làm trên đó, rồi sau đó các bạn sẽ
intake một bản, nhưng mà với điều kiện là trong quá trình mà các bạn sự nhận nhận phôi á của khách hàng thì các bạn nên là kêu cô chuẩn bị thêm một hai cái phôi mà giống giống cái này nha, để chúng ta canh. Tại vì có trường hợp mình mới vừa nhận một đợt hàng nè, thì cái mẫu là cô đem qua cái mẫu này, nhưng mà khi mà cái mẫu canh là cổ đưa ra đưa cho hai cái mẫu khác cũng một cái nội dung khen, nhưng mà cái kích thước nó khác. Mình canh đã cho nó xong cái chừng ngó lại cái giấy khen này là nó không có đúng với cái kích thước đó, mình phải bắt đầu phải canh lại kích thước đó. Do đó là để mà canh chuẩn thì các chị phải lấy một cái mẫu nhưng mà phải đồng nhất cái phôi này để chúng ta canh thì nó sẽ dễ hơn cho chúng ta làm. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn vào trong Corel. Còn đối với trong cái phần tên này nè, thì mình nói là trong Corel nó đã có cho mình kiểm soát được, tức là khi mà mình đưa ra, khi mà mình xuất ra một file hàng loạt thì mình sẽ kiểm tra, ví dụ như 100 em học sinh thì mình sẽ kiểm tra, thì trong cái phần tên này nè, trong cái phần tên này thì nó có tên ba chữ, 4 chữ, 5 chữ. Nếu mà cái phần tên này nó dài quá thì mình sẽ kéo lại trong đúng, nó nằm trong đúng cái khoảng cách của cái đường giống thôi, thì để chúng ta sẽ canh một cái tờ giấy khen cho nó đẹp. Đó là một số cái kinh nghiệm mà để mà mình nhận cái file giấy khen. Thì khi mà nhận file, các bạn phải yêu cầu khách hàng của mình là nên cung cấp một cái file danh sách, chứ mình không có thể nào mình ngồi mình đánh từng tên vào, hay là mình phải có nhiều khách hàng họ đưa tới một cái file danh sách đã in ra sẵn xong cái hoặc là viết tay họ kêu mình đánh, thì cái đó là rất mất thời gian. Và với lại các bạn biết, nếu một cái phôi này mà khách hàng đã đưa cái mình của cái phôi này rồi thì mình in mình nhận không bao nhiêu tiền hết, mà mình mất thời gian, mình đánh rất là mất thời gian. Do đó là nhận là phải nhận cái nguyên một cái file trường, ví dụ như khách hàng đưa qua, kể cả in cái gì cũng vậy, mình phải nhận một cái file. Do đó là trong cái kinh nghiệm của mình bữa nay là tất cả các khách hàng mà đều in giấy khen thì mình đều kêu họ gửi file qua. Còn nếu mà họ ghi tay thì mình không có nhận, tại vì mất, nó vừa mất thời gian, thứ hai là nó rất là dễ sai sót. Còn nếu khách hàng đưa cái file qua cho mình thì mình tránh sai sót rất là nhiều. Còn nếu mà sai là chỉ có ở trong cái file danh sách nó sai thôi, chứ còn ví dụ khi mình đưa ra mình trộn thư, mình làm hết kỹ lưỡng hết thì nó chắc chắn nó sẽ tránh sai sót trong quá trình in giấy khen ha. Rồi video của mình chia sẻ đến đây là hết. Nếu mà các bạn và các anh chị cảm thấy video này nó thật sự hữu ích thì các anh chị hãy đừng quên bấm like để ủng hộ tinh thần cho video. Còn nếu các anh chị nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official, hoặc là các anh chị nào mà muốn tìm hiểu thêm về ngành nghề photo, hoặc là muốn trao dồi một số cái kiến thức về nghề photo, hoặc là trong quá trình sửa máy gì đó, thì các bạn và các anh chị hãy vào kênh Bado Official và vào cái mục chia sẻ kinh nghiệm photo in ấn, thì sẽ ra những cái video mình chia sẻ cho đó. Còn nếu các anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này phát triển. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn và các anh chị ở video sau. Chúc các bạn và các anh chị thật là nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng đắt khách và đúng theo cái định hướng của mình. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.